Ngày 27 tháng 12, Kính Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Gioan là một ngư phủ miền Galilea. Thánh nhân được mời gọi làm tông đồ cùng với người anh của Ngài là Thánh Giacôbê. Chúa Giêsu đã ban cho hai người con ông Giê-bê-đê này biệt hiệu là con của sấm sét. Thánh Gioan là tông đồ trẻ tuổi nhất và người ta tin rằng thánh nhân là vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu quý. Trong bữa tiệc ly, chính Thánh Gioan đã được tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng là vị tông đồ duy nhất đứng dưới chân thập giá. Chúa Giêsu trong khi hấp hối đã trao phó mẹ yêu dấu của người cho vị tông đồ yêu quý này và quay sang nhìn mẹ. Chúa Giêsu nói: "Này là mẹ con." Sáng sớm ngày phục sinh, Maria Magdalena và các phụ nữ khác đã tới mộ Chúa Giêsu đem theo hương liệu để ướp xác người. Họ đã trở về báo tin xấu cho các tông đồ rằng xác Chúa Giêsu đã bị đánh cắp rồi. Phêrô và Gioan đã lập tức chạy đi điều tra. Gioan tới mộ trước nhưng đã đợi Phêrô và bước vào sau Phêrô. Gioan thấy các khăn liệm đã được cuộn lại gọn gàng và thánh nhân hiểu là Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sau đó 8 ngày, các tông đồ đang vất vả bắt cá ở biển hồ Tiberia mà chẳng được con cá nào. Bỗng có một người đàn ông đứng trên bờ biển và đề nghị các tông đồ hãy thả lưới bên kia mạn thuyền. Khi họ kéo lên lần nữa thì thấy lưới đầy cá lớn. Bấy giờ Gioan nhận ra người đàn ông này đã nói với Phêrô chính Chúa đó. Cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần đã làm cho các tông đồ được thêm nhiều can đảm. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã chữa lành cho một người què chỉ bằng việc kêu tên Chúa Giêsu. Người ta tin rằng Thánh Gioan đã sống thọ gần 100 tuổi và Ngài là vị tông đồ duy nhất không phải chịu tự đạo. Thánh nhân đã giảng dạy tin mừng và có lẽ làm giám mục thành Ê-phê-sô. Người ta nói rằng trong những năm cuối đời, khi không còn rao giảng được nữa, các môn đệ của Gioan đã khiến Ngài đến với các nhóm Kitô hữu. Sứ điệp đơn giản của Thánh Gioan là: các con yêu quý, các con hãy yêu mến nhau. Thánh Gioan tông đồ qua đời tại Ê-phê-sô khoảng năm 100. Chúng ta hãy tôn kính Thánh Gioan bằng cách đọc sách tin mừng và các lá thư của Ngài. Càng đọc Kinh Thánh càng trở nên một phần thiết yếu trong lối nhìn và lối nghĩ của chúng ta. Sứ điệp của Thánh sự Gioan là chủ đề trung tâm của giáo huấn Chúa Kitô. Anh em hãy yêu thương nhau.